Mới đây, công ty chủ quản của Blackpink là YG Entertainment đã chính thức đưa ra phản hồi về những thông tin đang gây tranh cãi liên quan đến hai đêm trình diễn tại Việt Nam, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng của nhóm. Theo đó, YG Entertainment nói rằng, danh sách các bài hát mà nhóm trình diễn tại Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội hai ngày qua là không đúng sự thật. Đồng thời khẳng định, hai đêm concert tại Hà Nội sẽ tương tự như những buổi biểu diễn của nhóm tại các nước. Vụ việc bắt nguồn vào ngày 4 tháng 7, khi danh sách 13 ca khúc được cho là Blackpink sẽ trình diễn tại Việt Nam được tiết lộ. Ngay sau đó, nhiều khán giả tỏ rõ sự thất vọng. Thậm chí, một số người còn hủy vé máy bay đã đặt trước đến Hà Nội để xem đêm nhạc của nhóm. Phần lớn mọi người cho rằng, việc Blackpink chỉ trình diễn 13 bài hát là quá ít ỏi so với các đêm diễn trước của nhóm. Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Blackpink. Cụ thể, hai đêm mở màn ở Seoul, Hàn Quốc, nhóm trình diễn 24 bài hát. Đêm diễn ở Tokyo, Nhật Bản, nhóm trình diễn 23 bài hát và các đêm diễn Encore có 22 bài hát. Đặc biệt, nhiều khán giả còn bức xúc hơn khi giá vé đêm nhạc ở Việt Nam quá đắt so với số lượng ca khúc ít ỏi trong concert. Giá vé concert sẽ dao động từ 1.200.000 đồng đến 9.800.000 đồng, chia thành 3 hạng khác nhau gồm VIP khu vực gần sân khấu nhất, khu vực ở trung tâm sân khấu và vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy vào vị trí ngồi hoặc đứng. Động thái của YG Entertainment được cho là phần nào xoa dịu sự bức xúc của người hâm mộ Việt. Khán giả cũng mong đợi YG sẽ công bố chi tiết hơn về các màn trình diễn của nhóm. Gần đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận cho Blackpink biểu diễn vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đúng 12 giờ ngày 7 tháng 7, vé xem hai đêm nhạc của nhóm sẽ chính thức được mở bán.